mẫu là city của Hàn Quốc thì alo cho em. Hồ sơ giấy tờ pháp lý ký rút cho cô chú chị. Một nốt nhạc nha cô chú chị nha. Bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú chị. Xin mời cô chú chị xem tiếp. Em chào anh chị nha, em Trần Anh Ô Tô giới thiệu đến toàn thể tất cả cô chú chị một là city. Em là sản xuất năm 2008 nha. Đây cô chú chị nè, hai cụm đèn ống phía trước nè, đẹp không? Đời 2008 mẫu xe gia đình. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022 nha. Vừa mới đăng kiểm xong. Mâm là mâm đúc nguyên bản của dòng Lacity Daegu nè. Lacity Daegu là một dòng xe thương hiệu nồi đồng của đá của Hàn Quốc, rẻ tiền, hợp túi tiền cho bà con cô bác. Vỏ 80% phần gầm nè. Gầm bề là mới tinh, không có dấu hiệu là mục ngọt. Dòng này sẽ trang bị là 5 mâm đúc nha. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Daegu. Máy 1.6, em này đâu đó 7-8 lít trên 100 km thôi. Hai cụm đèn mới lắm. Form dáng đẹp nè. Bận cho em nó một bộ áo màu vàng. Xa xa ở cuối chân trời, nàng Lacity đó đứng chờ tại salon nha cô chú anh chị. Hai cụm đèn phía sau nguyên bản nguyên rin, chữ Lacity. Phía sau biểu tượng của Daegu là mạc chrome hết toàn bộ nha. Bản số 60E04392. Đó, một mẫu xe sedan hai đầu đẹp không? Mua về con chạy thôi nha. Nè, mâm đúc nguyên bản của nhà sản xuất nè. Vỏ sau là còn được 60%. Đây là phần gầm nè. Gầm bề là không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Đây cô chú anh chị, nội thất ở trong là nảy rin nè. Nảy rin hết nha. Đây bà con. Đó, phía trong là nảy non rồi rin hết nè. Tay gối phía sau là sạch sẽ chưa. Đó, xe sạch sẽ lắm. Hai bên chỉ sống gần là không có dấu hiệu là móp méo. Đây là phần cửa nè cô chú anh chị nè. Ốp chả gỗ hết nguyên bản và chúng ta sẽ có lóc che an toàn. Keo chỉ là rin hết nha. Keo chỉ là rin hết nha cô chú anh chị nha. Ngày xưa người ta dán cái ron cách âm đây, giờ mở ra keo nó dính ở đây là không ảnh hưởng đâu nha. Đó, đây cô chú anh chị, nói chung keo chỉ là rin hết 100%, rin hết 100%. Đây là ngày xưa nó dán cái ron cách âm ở đây nè. Đây là phần ghế, ghế nỉ xanh rì luôn nè. Từ bao da đến cụ số rin nguyên, trang bị màn hình nha. Vô lăng, vô lăng ba chấu. Lóc khóa mở cửa nguyên bản của dòng Lacity. Chủ nhà lên lốt sàn 5D rồi. Đó, bà con đam mê mẫu Lacity này thì alo cho em. Dòng này đi nó bền. Đồ đạc đi, cô chú anh chị đi nó thay thế rất là thông dụng. Và toàn bộ bốn cánh cửa là dán toàn bộ phim cách nhiệt hết toàn diện. Kết hợp là về xe mưa nha cô chú anh chị. Chúng ta sẽ có cúp điện. Đó, cúp điện đã được kích hoạt. Bốn cánh chính điện nha. Hai bên nè. Từ những con tán bạn là rin hết nè. Nói chung xe không lỗi. Đó, được chưa? Trang bị chìa khóa nè. Lóc khóa mở cửa nè. Nè cô chú anh chị. Đấy, đang hoạt động nhé. Km rồi. Trợ lực rồi. Con này trợ lực cực kỳ là đầm. Và chúng ta sẽ trang bị là có màn hình, máy lạnh nè, AC kích hoạt, đầy đủ các tính năng nè, song kính, đây nè, tẩu sạc là còn nguyên bản nguyên rin luôn, cụ số nè, rin hết, nha, từ phần cụ số đến bao da là rin nguyên bản luôn, đèn còi trợ lực nhẹ tưng, đồng hồ máy tinh, tua máy nè, ngồi một chỗ nhồi 4 ngàn vòng bình thường nha cô chú anh chị. Được chưa? Vô lăng mới nè. Anh chị thấy vô lăng không? Vô lăng không một tí gọi là phai mờ luôn. Đó, chuẩn lắm. Ghế sạch sẽ nha. Ghế là ghế nỉ nè. Ghế nỉ nó còn xanh như thế này được cô chú anh chị. Tự cảm nhận nha. Mẫu này ít tiền mà con đi về che nắng che mưa cực kỳ là sướng. Đi đôi là đèn halogen hết toàn diện nha cô chú anh chị. Cục máy em ru. Đây là cục máy nè cô chú anh chị nè. Máy có 1.6 thôi nha bà con nha. Máy 1.6 thôi, bao êm luôn. Nè, ốp chụp rin nguyên bản nè. Xe không có độ hơi nha. Đây cô chú anh chị. Bút xoay cam cò đang bơm nè. Rất là ngọt, anh chị thấy không? Đó, êm ru luôn. Chúng ta có dầu trợ lực nha. Bình khô. Hai bên trụ đẹp như thế này nè.
đi đôi là đèn rin dàn trước nè, không có một ngày giờ là móp mém như chiếc xe nha cô chú anh chị nha. Hai bên nè, sử dụng toàn bộ quay dây loa kem thôi. Đây bà con trải nghiệm phần máy nè, máy khá là êm. Nắp cabo này, những sóng gần như nắp cabo nè, như thế không? Nè. Đó, những sóng gần như nắp cabo nè. Tôn cực kỳ là mỏng. Tôn mỏng lắm. Chuẩn chưa? Đó, anh chị đam mê về mẫu này thì alo cho em trải nghiệm phần cốp sau nhé. Nè, cốp sau của em Lai Sách Tây nè, khá là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị. Nè, ở trong đây chất sân rin là keo chỉ là rin hết nè. Keo chỉ là không có dấu hiệu đâm ve nha. Tán là còn nguyên bản chưa? Mới. Mua về là chạy. Nè, 5 ông đúc nha. Cái cốp cỡ này thì đảm bảo với bà con trẻ bây giờ cái gầm nó mục đường đâu. Đời 2008 thôi. Với cái giá tiền tầm trung thì đi mẫu này cực kỳ là lành lặn nha cô chú anh chị nha. Đó, nước sơn si đẹp sẵn rồi. Lấy về thì việc chạy. Đẹp chưa ạ? Đây anh chị, gầm nè. Phần gầm thì đại chất rồi. Đó, gầm nè. À, không một dấu tích là mục mòn nha cô chú anh chị nha. Ok chưa? Xe bên Trường Anh lựa về toàn là xe chiến không à, lựa về nó phục vụ cho bà con nha. Đó, đam mê mẫu là City của Hàn Quốc thì alo cho em, hồ sơ giấy tờ pháp lý ký rút cho cô chú chị một nút nhẹ nha cô chú chị nha. Một lần nữa Trường Anh xin kết thúc channel tại nơi này thôi. Em see you and goodbye.